Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ dẫn các em làm bài tập trong buổi bài tập toán lớp 4 sách Chân Trời Sáng Tạo. Trong lúc xem bài giảng, Thầy Liêm nếu các em khá dễ hiểu, các em sẽ bấm thích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Và hôm nay mình sẽ làm bài tập của bài số 9 ôn tập biểu thức số trang 33 sách Chân Trời Sáng Tạo. Trước hết mình sẽ làm câu số 1. Nói biểu thức của thứ tự thực hiện phép tính đúng. Như vậy câu số 1 đề bài yêu cầu mình sẽ nói biểu thức của thứ tự thực hiện phép tính đúng. Như mình xem biểu thức 125 trừ cho 84 cộng 239 thì mình thấy là trong biểu thức này chỉ có phép cộng phép trừ khi mình thực hiện từ trái qua phải. Giờ mình xem biểu thức nào dòng chữ bên đây là đúng. Biểu thức có các phép cộng trừ nhân chia không phải. Trong biểu thức này chỉ có cộng trừ thôi. Biểu thức có dấu ngoặc, đây không có dấu ngoặc. Biểu thức chỉ có phép cộng trừ ta thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải là đúng. Đây. Biểu thức chỉ có các phép tính cộng trừ ta thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải là câu đúng. Mình sẽ nói biểu thức này với là số này đường này biểu thức với là thứ tự thực hiện đúng. Mình sẽ nói là tiếp theo biểu thức hai mình thấy là 156 chia 3 nhân 4. Trong biểu thức này chỉ có phép nhân chia thì mình cũng thực hiện từ trái sang phải. Như mình xem ở đây là thứ tự thực hiện, người ta nói là biểu thức chỉ có phép tính nhân chia ta thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải. Nhưng mình sẽ nói biểu thức này với thứ tự này đúng nha. Tiếp theo biểu thức bên đây mình sẽ có 45 cộng 27 nhân 6. Trong biểu thức này mình thấy là có cả phép nhân và phép cộng. Như là biểu thức có các phép tính cộng trừ nhân chia ta thực hiện các phép nhân chia trước giờ thực hiện phép cộng trừ sau. Nhưng mình sẽ nói biểu thức này với thứ tự này. Đúng này. Giờ tiếp theo là 63 chia mở ngoặc 162 trừ 155. Như là mình thấy là biểu thức này có dấu ngoặc, mình sẽ tính dấu ngoặc trước tiên, đúng không? Giờ như mình sẽ nói biểu thức này có thứ tự thực hiện này. Như biểu thức có dấu ngoặc thì các em sẽ trước tiên ta thực hiện các phép tính theo phép tính trong ngoặc trước nha. Như là mình xong câu số 1. Câu số 1 các em hiểu bài, các xong hết video hãy với các em hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ đến câu số 2. Câu số 2 mình sẽ tính số ngôi sao ở mỗi hình theo cách xem mẫu trong sách giáo khoa. Như vậy câu số 2 người ta kêu mình tính số ngôi sao mỗi hình theo hai cách xem mẫu trong sách giáo khoa. Giờ mình sẽ xem mẫu trong sách giáo khoa. Tính số ngôi sao mỗi hình theo hai cách mình xem. Bên đây là có ngôi sao màu tím. 4 ngôi sao, mỗi cột là 4 ngôi sao. 5 cột như vậy thì mình cách 1 là lấy 4 nhân 5. Mỗi cột là 3 ngôi sao màu xanh, 5 cột như vậy mình sẽ lấy 3 nhân 5. 4 nhân 5 cộng 3 nhân 5. Sau đó mình sẽ lấy 4 nhân 5. Trong biểu thức này có phép nhân, phép cộng thì mình thực hiện phép nhân trước, thực hiện phép cộng sau. 4 nhân 5 bằng 20, 3 nhân 5 15. 20 cộng 15 sẽ bằng 35. Giờ cách thứ hai thì mình thấy đây là 4 ngôi sao màu tím, 3 ngôi sao màu xanh, chính là 4 nhân 3. Mình thấy là 5 nhóm như vậy thì mình sẽ lấy 4 cộng 3 và tất cả nhân cho 5. Có hai cách nha. Đúng này. Giờ bây giờ mình sẽ làm sau khi xem mẫu xong mình làm câu A trước. Mình thấy đây là mỗi cột này sẽ có 5 ngôi sao mà 4 cột như vậy thì mình sẽ lấy 5 nhân 4. Đúng này. Như cách 1. Mình sẽ lấy 5 nhân 4 cộng cho 8 nhân 4. Ngôi sao mờ mỗi cột như vậy 5 ngôi sao, 4 cột mình sẽ lấy 5 nhân 4. Ngôi sao đậm này thì mình thấy là mỗi cột có 8 ngôi sao đậm. 5 cột như vậy thì mình sẽ lấy 8 nhân 4. Đúng rồi. Giờ xuống dòng bạn.
Như mình thấy là trong biểu thức có phép nhân phép cộng, mình thực hiện phép nhân trước. 8, 5 nhân 4 bằng 20, 8 nhân 4 bằng 32. Rồi 20 cộng 32, 20 cộng 30 là 50, cộng 2 là 52. Kết quả là 52, đây là cách 1, đúng không? Bây giờ mình sẽ làm cách 2 kế bên đây. Cách 2 thì mình sẽ lấy 5 ngôi sao màu lợt cộng cho 8 ngôi sao màu đậm, tất cả nhân cho 5 nhân. Cách thứ 2 thì mình sẽ lấy 5 cộng 8, giờ tất cả nhân cho 4. Đó là cách 2. Xuống dòng bạn. Giờ 5 cộng 8 bằng 13, nhân 4 là 13 nhân 4. Giờ 4 nhân 3 12, viết 2 nhất 1. 4 nhân 1 là 4, khi 1 nhớ là 5, 52. Như cách 1, cách 2 đều là bằng 52. Tiếp theo là câu B. Như ngôi sao M bên đây là mỗi cột là 4 ngôi sao. Mình thấy có tất cả bao nhiêu cột? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy mình sẽ lấy 4 nhân sao cộng cho. Mình thấy là mỗi cột này sẽ có 6 ngôi sao đậm, mà 6 cột như vậy thì mình sẽ lấy 6 nhân sao. 6 nhân 4, trong biểu thức có phép nhân phép cộng, mình thực hiện phép nhân trước. 4 nhân 6 là 24, cộng với lại 6 nhân 6 là 36. 24 cộng 36 bằng bao nhiêu? Mình sẽ tính nhẩm. Mình sẽ lấy hàng đơn vị cộng hàng đơn vị. 4 cộng 6 là 10, biết không nhớ 1. Hàng chục 2 cộng 3 là 5, thêm 1 nhớ là 6, 6, 10. Giờ mình sẽ làm cách thứ 2. Giờ cách thứ 2 mình thấy là mỗi cột sẽ có 4 ngôi sao mờ và 6 ngôi sao đậm. Mình sẽ lấy 4 cộng 6. Mình thấy là có tất cả là 1, 2, 3, 4, 5, 6 nhóm như vậy. Tất cả nhân cho 6. Đúng không? Xuống dòng bạn. Giờ 4 cộng 6 là 10. 10 nhân 6 sẽ bằng 60. Giờ như vậy là mình xong câu số 2. Câu số 2 kênh hiểu bài, cái xong hết video. Hãy biết kênh hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 3. Câu số 3 mình sẽ điền số vào chỗ 3 chấm. Mình thấy ở đây mình sẽ có một cái ổ bánh mì có giá là 7.000 đồng một cái. Có một quả trứng có giá là 33.000 đồng một quả. Em dùng một tờ tiền 50.000 đồng để mua một quả trứng và hai cái bánh mì giá tiền như trên. Người bán hàng sẽ trả lời em bao nhiêu tiền nhỉ? Như vậy thầy sẽ tính nhanh cái này. Như vậy là mình sẽ có là mua một quả trứng giá 33.000 đồng, hai cái bánh mì, chứ hết mà sẽ tính số tiền mua hai cái bánh mì chứ. Số tiền mua hai cái bánh mì thì mình sẽ lấy 7.000 nhân cho 2. 7 nhân 2 là 14, 14.000. Đúng rồi. Đó. Giờ tiếp theo mình sẽ tính số tiền mua một quả trứng và hai cái bánh mì. Như vậy số tiền mua một quả trứng và hai cái bánh mì, một quả trứng là 33.000. Cộng cho hai cái bánh mì là 14.000. 33 cộng cho 14.000. Mình thấy là nghìn nghìn giống nhau, mình sẽ viết là ba số 0.
Mình sẽ lấy hàng nghìn cộng hàng nghìn 3 cộng 4 bằng 7, viết số 7. Hàng chục nghìn 3 cộng 1 bằng 4, kết quả là 47.000 đồng. Bây giờ là em dùng một tờ tiền 50.000 đồng để mua một bị trứng và hai gánh mì. Người bán hàng trả lời em bao nhiêu tiền thì mình sẽ lấy 50.000 trừ 47.000. Đúng không? Như vậy là người bán hàng. Trả lại số tiền này. Mình sẽ lấy 50.000 trừ cho 47.000. Mình thấy là nghìn nghìn giống nhau, mình sẽ lấy 50 trừ 47 được 3. Như kết quả là 3.000. Đọc. Như ở đây mình sẽ để chính là số 3.000. Đúng này. Như vậy là mình xong câu số 3. Câu số 3 các em hiểu bài, các em xong hết video. Hẹn biết các em hiểu bài. Dạ, như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy thì giảng dễ hiểu, bấm thích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Thầy Liêm, các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Thầy Liêm. Hãy chúc các em học tốt, tạm biệt kính nhé.